lên cái xe này tìm con, anh ơi lẹ lên. Anh ơi, anh có thấy 100 đứa con của em đâu không? Giờ này em hết yêu Cathy, đem em qua Sĩ Thanh rồi hả? Cái gì vậy anh? Cái gì vậy, mình có thể nào mình về chương trình được không anh? Tụi em ra đây tụi em nói là con cái tụi em đâu, bây giờ vợ chồng tụi em dắt tay nhau ra đi hỏi con cái, thì bây giờ anh phải hiểu như thế nào? Dạ đúng rồi, là vậy đó anh. Là vậy đúng không? Dạ là vậy đó anh. Trời đất ơi, tôi chưa gì ra là ngồi ăn như mở bạc đi vậy đó trời. Mà không ai mời tôi một que. Mời chú Thành một miếng đi con. Anh Thành ơi, anh Thành mập rồi đừng ăn. Mập rồi, mập. Mập rồi đừng ăn. Đau quá. Ăn đi con gái, ăn đi con trai. Ừ. Cô mới nhắc chú một số vấn đề. Chú Thành ơi, chú Thành không có mập. Chết cái gì? Cảm ơn con trai, chú rất là thương con. Ok. Yeah. Con ơi, con nít là mình không được nói dối đâu con ơi. Chú Chân Thành, chú Chân Thành mập hơn chú Will. Mập hơn chú Will. Trời. Con đừng dùng từ mập. Ở trường hợp này con phải dùng từ là bự con hơn. Nó dễ nghe hơn là từ mập con nha. Béo hơn chú Will. Béo hơn chú Will. Con trai ăn đi con. Ừ. Nhưng mà chú đẹp hơn chú Will đúng không? Dạ. Dạ. Đấy chưa? Chú Will đẹp mà. À, bỏ đi con, cái này bỏ đi con. Cao hơn sao được. Thấy chưa, hại chú yêu không à. Hại quá, hại chú. Thiệt tình. Theo con thì cô Harry Won có làn da đẹp. Trời đất ơi. Là do cô ăn bánh tráng trộn hay ăn rau? Dạ ăn rau với lại phải make up trên da mới đẹp. Chính xác. Mấy cô chú đây cũng mặt mộc, nó đẹp lắm mà con, ăn rau nhiều. Cái gì? Sao anh? Ai mặt mộc đẹp em? Tụi mình anh. Tụi mình mặt mộc. Mặt mộc. Em ra đường em né né mấy cái cột ra, đụng cái cột là rớt phấn nha cưng, đụng là rớt nha cưng nha. Lấy cái máng đựng phấn dưới này nè. Theo con La là con gì con? Đố hai cô chú. Con La là con của con lừa. Đúng không anh? Con La là con của lười ngựa. Gì? Lười ngựa con gì? Sao? La với lưỡi ngựa. Cái gì? La với lưỡi ngựa. Nói gì vậy? Lưỡi. Tại vì nó không biết đúng không đúng không? La lưỡi ngựa. Cái dòng mà đàn ông mà nó hèn thì nó nói mà nó không tin đúng hay sao? Thì đúng rồi đó. Con la là cái con lai giữa con lừa với con ngựa. Thấy chưa, anh nói mà không tin cái gì? Trời ơi, hãnh diện quá. Con lai của con gì? Lai với con lừa với con ngựa. Con lừa với con ngựa. Tao bị dính răng chưa xỉa được tao mới nói gì dính vậy đó. Con biết kimono là cái gì không? Kimono là một bộ đồ của Hàn Quốc. Trời đất ơi, ông Will không biết đó. Biết hết luôn. Không biết đó. Nắm cả địa cầu trong tay đó. Vậy hả? Ừ. Vậy thủ đô của Ý nằm đâu cưng? Sao con? Will. Will, sao thằng vậy? Đã lạc hướng. Anh thông cảm đi, em nói chuyện với bé, em phải lịch sự với nó chứ. Nói chuyện với anh đi cưng. Ưu tiên mấy đứa bé anh ơi. Sao nó không có muốn nói chuyện với em nữa. Em có cảm thấy áp lực gì không trước sự thông minh của các bạn nhỏ? Anh nghĩ là em áp lực sự thông minh của anh. Trong mắt em, Will và lưu của em. Ô, em thấy bình thường. Nguyên không phải là đối thủ của em đâu, người ta nói thẳng vô mặt. Để coi. Xin lỗi với em nha, anh đã từng trải qua rất nhiều chương trình của Nhanh Như Chớp rồi. Câu hỏi cao nhất của anh trả lời là mấy câu vậy? Cái gì? Cao nhất 8 câu. Wow. Được. Em trả lời được 2 câu ạ. 2 câu ạ. Em chơi 2 lần trả lời được có 2 câu. Thì vậy chị ăn sáng thôi, cái máu não phải không thì sao? Đúng rồi. Thấy không, em cố gắng để em lấy tinh thần em bực dậy. Chứ ba cái trò này em dở lắm. Em dở lắm. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Giải Trí TV.